méo tí nữa quên rồi. Phải nói cho nó đủ. Đừng quên like, share. Hay ý kiến của bạn như thế nào? Để lại comment cho Khánh ở bên dưới luôn. Nhớ mừng ơn mừng phước, mừng ơn mừng phước. Chia sẻ cái video để cho nhiều người biết đến kênh YouTube của Khánh Nguyễn. Vô. Ok. Nóng tánh mà chửi á. Lẹ lên. Lẹ cái quần. Chưa có set up xong gì hết lẹ. Ok, xin chào tất cả các bạn. Quay trở lại kênh YouTube của Khánh Nguyễn. Ông kèm bự Khánh Nguyễn nó quay trở lại với hình ảnh thanh lịch hơn xưa. Và không có chửi bậy nữa các bạn. Ok. Thì hôm nay cũng đang trên cái đà của cây Soprano. Khi Khánh Nguyễn xin review cái bếp hiệu là Bigler số 7 của Soprano. Thì theo như Khánh biết thì Bigler là một trong những cái hãng bếp nó rất là có tiếng và bán cũng rất là mắc tiền nha các bạn. Cái bếp cái chút xíu vậy nè của Soprano nhưng cũng 6-7 triệu. Chả biết là nó hay chỗ nào mà nó tại sao nó mắc thế. Ồ. Thì cái bếp này nếu mà là của Anto thì hình như là theo Khánh biết là Dave Cost cũng đang xài cái bếp này cho cây Anto. Và Dave Cost đang xài là cây Anto là Z62S đời cũ mà cũng đang thổi bếp Bigler luôn nha các bạn. Nếu mà Khánh nhớ không lầm, đoán không lầm luôn. Để mất công, bị bắt bẻ, tội nghiệp. Thì thường á, Soprano á, thì Khánh không có thích xài bếp kim loại lắm. Mà cũng không biết là có nên xài bếp kim loại hay không. Thì mình cũng sẽ review luôn. Coi là tiếng cái bếp kim loại nó sẽ khác gì so với lại cái bếp nhựa. Nó thổi nó sẽ như thế nào. Để cho các bạn có một cái khái niệm để mà mường tượng. Bởi vì Khánh biết ở Việt Nam là không có nhiều cái cơ hội để cho mình được thử, mình được trải nghiệm. Nên Khánh Nguyễn quyết tâm làm những video này để cho các bạn có được cái nhìn tổng quan hơn, rõ ràng hơn về các dòng bếp, các cái sao tiếng khác nhau để các bạn được thưởng thức và được lựa chọn riêng cho bản thân mình nha các bạn nha. Nên là các bạn phải hiểu là những cái công mà được gọi là nhiều khi đi mượn mấy cái bếp này của những người ta đang chơi, ta đang đi làm khó lắm các bạn. Tại vì cái bếp nó rất quan trọng trên cây kèn, nên mà mượn được cái bếp để mà review nó khó kinh khủng khiếp luôn các bạn ơi. Thiệt, nhiều khi mượn mình cũng ngại với người ta, nhưng mà được cái là hả, do Khánh Nguyễn thanh lịch và nó dễ thương đó, Khánh Nguyễn dễ thương đó, với lại được cái đẹp nữa, nên là đâm ra là hả, nên đâm ra là người ta cho mượn liền à. Thiệt, bởi vậy nhiều khi mà nhan sắc dễ thương quá nên là cũng lợi lắm ha các bạn ha. Ok. À, nói tâm tình thêm chút xíu là khi mà mình bắt đầu đụng một cái shop thì ai cũng mường tượng là nghĩ là mình sẽ chơi giống như Kenny G, cái tiếng nó sẽ bay bổng, nó sẽ du dương, nó sẽ mềm mại, nó yểu điệu thục nữ, nó quân tử, nó hảo cầu, nói cái hồi nữa nó đi xa lắm luôn rồi. À, cái ví dụ như Kenny G thì cái bộ setup của Kenny G đang là cái shop là Senma Maxic và cái mouthpiece là Dukov Miami. Khánh Nguyễn biết là vậy. Khánh biết là vậy. À, nên là cái mình phải hiểu cái đặc tính của Dukov. Dukov thì sản xuất mouthpiece á, nó rất là sáng, nó bay, nó xé. Nhưng mà dĩ nhiên là có tập, có chơi lâu thì mình mới focus cái sao tiếng nó được. Mình quay lại cái bác Bigler này, nói hồi nữa mất công lạc đề nữa, quên nữa, bị rầy. Thì cái bác Bigler này thì Khánh Nguyễn thực sự cũng chưa thử, thì cũng chưa bao giờ thổi qua. Nhưng mà Khánh Nguyễn có đã thử qua Anto rồi. Thì cái Anto thì Khánh thấy bộ trầm nó hơi khó thổi một chút xíu. Nó mà không biết như thế nào, nhưng mà Khánh thổi nó không bao giờ đầy được cái bộ trầm, nên cảm giác nó cũng còn hơi ác cảm. Không biết cái Soprano thì nó như thế nào. Thì hôm nay Khánh Nguyễn cũng chưa thử, thì Khánh Nguyễn cũng sẽ thử và rồi review luôn. Chứ mà nói dài quá, bị la nữa, bị rầy, tội nghiệp.
Ok, Beck Bigler đến từ Mỹ à? Chắc Mỹ á. Ok, để thử coi tiếng nó sao. Chắc là cũng hay á, chứ không dễ đâu. Hên xui, cuộc sống mà. Nhận chung thì nó hơi khó để điều khiển bộ bộ thấp, chứ không phải là nó không hay. Cái bộ cao nó rất là hay, nó rất là đẹp nha các bạn, nó rất là dễ focus tiếng, nó thậm chí nó rất là dễ lên cao nữa, không phải dở đâu. Beck Bigler này rất là hay, không dở nha các bạn. Nhưng mà có điều là kiểm soát cái bộ thấp rất là khó. Ok, mình thử lại nè. Người nó còn hơi bệnh chút xíu nên là hỏi nó hơi mệt. Đối với Beck Bigler này, Khánh Nguyễn khuyên thành thật luôn, nếu các bạn là người có sức khỏe, khi mà các bạn ổn định sức khỏe thì các bạn hẳn nên mua và chơi. Bởi vì kiểm soát bộ thấp ở trên soprano nó đòi hỏi mình phải có lực rất là nhiều. Nó là lời khuyên rất là chân thành, chân ái từ Khánh Nguyễn. Khánh Nguyễn khuyên thành thật, nếu các bạn có ý định muốn chơi Beck Bigler này cho soprano thì các bạn phải là người rất là khỏe. Ok, cái đó là cái ý kiến và sự trải nghiệm của Khánh nói ra như vậy. Còn như thế nào thì các bạn hãy để lại bình luận cho Khánh ở bên dưới. Nhớ lựa chọn sao tiếng riêng cho các bạn nha, đừng phụ thuộc vào bất kỳ ai hết, nhớ điều đó. Khánh Nguyễn thân chào, mến chào. Mém tí nữa quên rồi, phải nói cho nó đủ. Đừng quên like, share hay ý kiến của bạn như thế nào, để lại comment cho Khánh ở bên dưới luôn. Nhớ bằng ơn mừng phước chia sẻ cái video để cho nhiều người biết đến kênh YouTube của Khánh Nguyễn, để người ta trải nghiệm được nhiều hơn, người ta không có bị nghe những cái lời người đi trước nhưng mà không phù hợp với mình. Có nhiều người cứ hỏi Khánh á là hả, mua càng gì chơi càng gì hoài à. Tôi có làm video đó, lên nghe tự trải nghiệm, tự thích rồi tự tìm mua, có gì đâu khó nha. Nhớ subscribe giùm cái nữa nha. Cảm ơn nhiều nha. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau trong những trải nghiệm kẹt mới hơn.